Sách mạc cà phê xin được giới thiệu về máy hâm sữa thương hiệu Fuck Baby, máy 4 chức năng. Máy gồm một thân máy, bên ngoài là nút điều chỉnh nhiệt độ, một dây điện nguồn rất là chắc chắn, một chén đựng, một đầu bắc cam, một nắp đậy và một phiếu bảo hành. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên các bạn cho nước sạch vào máy khoảng 110ml, bên trong nó có vạch. Nếu là hâm sữa các bạn cho trực tiếp bình sữa vào, gắm điện vào, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Tầm khoảng 6 đến 10 phút chúng ta có thể sử dụng. Nếu là hâm thức ăn các bạn cho trực tiếp thức ăn vào để nắp lại và thực hiện các bước giống như hâm sữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip.